những quả tình huống này, đánh ngang những tình huống bắt trước mặt này, thấy không? Thế con chỉ cần đánh thu về, con đánh ngang tay này. Những tình huống mà cầu ở bắt ở những tình huống trước mặt này này thì mình phải đánh nhanh, mình không lấy hàng nhiều này, nó chậm tình huống trước mặt này, còn này này thu về đây mình đẩy nhanh, đẩy nhanh, đẩy nhanh, bây giờ thế thế những tình huống trước mặt cầu đi. Wow, so nice.